Lô. Ok, hello, xin chào các em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và ở video lần này thì Khải muốn up event đặc biệt cho Xe anh em ơi, để cho Xe nó khỏe hơn một tí anh em ơi. Với lại hiện tại là cấp 99 rồi. Lần này Khải cố gắng cho lên cấp 102 luôn anh em, 101, 102 gì đó. Rồi đỡ tăng vào cái lượng bùa một tí nữa. Hiện tại điểm bùa của Khải cũng sắp mát rồi. Tại vì ếch này mát và lắm một tịch anh em ơi. Mát và lắm một tịch nên là điểm rất là cao. Anh em thấy không, mới có cấp 99 mà cái lượng bùa gần full rồi. Và ngày hôm nay thì Khải quyết định anh cho nó mát luôn nè. Anh cho nó up cấp rồi lấy cái điểm đó up vào cái điểm kháng tất cả luôn cho nó ok. Ok nha, hiện tại bây giờ thì Khải sẽ anh cho anh em xem. Nói chung là ếch xe nó cùi quá anh em ơi. Cố gắng up cho nó lên cấp cao cao một tí. Anh thử được gì nha anh em. Khỏi mua may mắn đi. Anh may mắn Khải cảm giác anh may mắn nó không trả được gì anh nha. Đó, anh kiếm thiệp đồ này nọ cho ạch năng luôn. Chưa được cái thiệp nào. Cố gắng lấy mấy bộ thiệp coi. Bữa anh ạch chính chưa có bộ thiệp nào luôn em ơi. Cùi vãi nồi. 100 cấp rồi. Đã chắc lên 101. Thì tân tân lộ còn 500 cái nữa em. Đây úp 101 rồi, không nổi 102. Lên hoa sơn rồi, đậu xanh đứng này sầm đen vậy. Đợi phong thủy tí rồi kiếm cái bánh rồi. Đó. Trăm lẻ một. Một lần bài bất đại. Ồ, nói đến là bài cũng đại mới nhớ. Thôi xong, đít đánh chính rồi. Đậu xanh. Hôm bữa ăn được một cái mà biết đỡ đâu. Hôm lần bài này, lần bài new không có đâu. Còn 300. Ôi, vẫn chưa có cái thiệp nào luôn, vãi thiệp. Quán kiếm vài cái thiệp nào. Có thiệp thì nuốt nó mới lên được 2 cấp kỹ năng nữa anh em. Đó, có cái thiệp nuốt là 2 cấp kỹ năng nữa. Đây, chưa có cái thiệp nào. Thiệp kỹ năng á, đang cần thiệp kỹ năng anh em. Ôi, một thiệp. Thiệp năng, trời ơi. Ôi, một rừng tím nha. Một rừng tím nha, ngon ngon. Thì tinh. Một đội phái. Thiệp tiềm năng nào, xin hai thiệp tiềm năng nào. Tinh hồng. Xin hai thiệp tiềm năng nào. Rồi, toàn thuộc lách thôi nè mày. Nhỏ rồi, mắt nhỏ rồi. Còn 100 mấy chục cái nữa thôi. Ôi, mới có một thiệp thôi, vãi thiệp. Hai tinh hồng. Rồi, lần này anh lỗ sắp mặt rồi. Lần này anh sổ lỗ sắp mặt rồi. Không có thiệp luôn. Một nhất kỹ để sử dụng 1000 cái, ok. Một bánh gì đây. 5 điểm tìm năng. Ok, lấy cái này cho chính mang cánh được này, đó. Này kháng cả 5 cho xe luôn. Đó. Thiệp này tìm năng thì ạch chính nút rồi. Đồ, tìm thiệp kỹ năng không có anh em. Thiệp kỹ năng thì nó mới up được 2 cấp. Cái này không ổn rồi. Đồ, không được ta. Cho chúng thiệp này thì phải thiếu điểm rồi. Thường up được cho này nó đẹp anh em, không up được. Hai thiệp nữa là up được 1 cấp chỗ này. À, tính ra lời hay lỗ này. Con ngựa nhất kỹ này được kim 5. Này 500 200. Cái này được kim rưỡi đây. Hai kim. Hai kim này kim rưỡi là 3 kim rưỡi. Hai dư tinh hồng là 500 xu ở đây. 4 kim. 4 kim mấy viên thủy tinh này. Có 3 viên thủy tinh thôi, nghèo vãi. 3 viên tầm 500 xu. 4 kim rưỡi. Cái này phí tốc là 4 kim rưỡi. Hai bên tiền thốt lộ cho 200 xu. 4 kim 7.
cái thiệp 400 xu 300 xu đi. Nem kim, nem kim với hai cái này 200 xu. Nem kim 2, nem kim 3. Nem kim 3 mất tên này cũng thua. Nem kim 3 với cái rương này cho khoảng 1 kim đi. Nem 6 kim 3 này 200 xu, 6 kim rưỡi. Riêng thị tinh nữa là 6 kim, 6 kim 6, 6 kim 7, rồi hết rồi. Lỗ tính ra ép là tốn hết khoảng gần 9 kim. Lỗ 2 kim mấy nè em ơi. Lỗ 2 kim mấy làm được kinh nghiệm cũng được. Làm được mớ lắc tông kim cũng được nè em. Nói chung là không lỗ bao nhiêu. Lời lại được lắc tông kim là được rồi nè em ơi. Đó, rồi lời lại được gần full lắc tông kim. Gần phân bộ tống kim này. Phân bộ tống kim này là 800 xu nè. Gần phân bộ rồi. Tính ra là nhiêu này 800 xu nữa nè. Gần phân bộ rồi. Tiềm năng, tiềm năng này cho nghe mi thôi. Chứ em động không cần lắm. Đâu kiếm thiệp kim không có nè. Ok. Trong lần này thì lỗ tầm đói thôi. Không có nhiều. Lỗ khoảng 2 kim. Lỗ khoảng 2 kim lấy kinh nghiệm cho xe. Rồi ok. Đó. Ok nha. Nói chung thì lỗ tầm đó này mà nó Khải chuyển chuyển đồ cho ạc được chính. Ạc chính Khải đít game mất rồi. Khoảng ngày mai, ngày mai hay ngày kia anh tiếp ạc cho ngày mi. Kiếm kiếm khoảng 18 kim nữa úp ạc ngày mi nè mày. Bán gì đâu, bán mấy cái vật phẩm này rồi úp cho ngày mi. Bán mấy vật phẩm này úp cho ngày mi. Bán ra xong cũng được vài kim thì úp qua cho ngày mi nữa là đẹp. Hình dịch mấy cái cần cho ạch chính đi. Tổng kim này, đó, mang lấy tổng kim cho ạch chính này. Thì nó lộ. Thì tinh là tí nữa mình sẽ chuyển về đây lên bài bot. Mấy cái phi tốc là 3, ok. Là cứu bot. Vật phẩm đua tốt nè. Tinh hồng thì tinh. Tinh lỗ bot. Thế là rừng tím. Phục duyên. Bằng nhược, bằng nhược đỡ lại nè. Mắc cái này là tới là đưa cho xe. Lệnh bài bất đại. À, đây là bài bất đại. Ôi, chưa tính đến là bài bất đại nữa. Nên mà cũng đài được khoảng 1 kim anh em ơi, chung không lỗ, không lỗ nha. Nhưng vật phẩm này bán là ok đấy, không lỗ, không lỗ, không lỗ. Đủ, ok, ok, ngon, ngon. Tính là không lỗ cả, được lên bài boss này được 1 kim anh em. Bài boss đài được 1 kim ấy. Ok. Rồi. Mấy cái này được cắt rương bữa nào cần gì tính, đó. Thì tinh này. Tân tinh hồng này. Bước mấy cái này đi. Chặt rương quá. Lôi. Hai ngựa. Mấy cái này nó gây bỏ bớt cái nào ra. Rồi, bước mấy cái này rồi. 19 là 19. Một cái thiệp. Rồi, ok. Xong. Khoảng ngày mai hay ngày kia anh cho ngày mi nữa là đẹp anh em. Nói chung là khi nào bán được hết vật phẩm này thì anh cho ngày mi nữa là ok. Tại vì vật phẩm còn nhiều quá. Vật phẩm nhiều quá đỡ chặt rương anh em. Giờ muốn ăn luôn nhưng mà phải vấn đề là phải đợi là mày bot mục tiêu của ta. Ôi là mày nêu hôm bữa hàng bà một cái rồi đậu xanh. Có 3 ngày thôi. Là mày nêu này chỉ có 3 ngày thôi. Nghiên cứu ai
Ai xài thì lại bán rồi. Rồi ok. Ok anh em nha, hiện tại thì clip cũng xong rồi anh em ơi. Chúc mọi người vui vẻ nha. Bây giờ thì up được 2 cấp. Định cố gắng tìm cái thiệp tiềm năng anh em. Tìm thiệp tiềm năng là tăng chỗ này được 1 cấp nữa này. 2 thiệp là cánh chỗ này 1 điểm như loại 1 điểm là lên được 32 phần âm 32 tất cả này. Mà họ kiếm không có, nhỏ quá. Ok bye bye anh em nha. Đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Nói chung lần này thì Khải đang cố gắng up đầu tư cho xe nha mọi người. Ok bye bye anh em.